Xin chào mừng tất cả các vị khán giả đã quay trở lại với chương trình livestream trực tiếp của Đài Bắc CBT. Ngày hôm nay thì Hưng cũng rất là vui khi mà được mời đến đây một khách mời cũng rất là đặc biệt, và cũng phải chia sẻ với mọi người luôn, đây là lần đầu tiên mà Hưng kết nối tới địa phương này qua hình thức trực tuyến. Xin giới thiệu chị Lý Sao Mai là điều phối viên của điểm du lịch cộng đồng Xóm Sưng, và rất vui là chị Mai đã nhận lời trong cái buổi livestream rất đặc biệt hôm nay, là lần đầu tiên luôn mà có sóng trực tiếp từ Hà Nội nối tận đến Xóm Sưng. Chắc là em nhường lời cho chị Mai là chào mọi người một vài câu ạ. Mình xin chào mọi người, mình tên là Mai. Hôm nay rất là vui được nói chuyện trực tiếp với mọi người. Em nghĩ chắc là phải đợi mọi người, tại vì em thấy là em chưa thấy nhiều người vào lắm. Có bạn đang chào. Chào chị Sao Mai. Chị Mai cũng không xem được đúng không ạ? Ý là chị cũng đang ngồi nói chuyện với em trực tiếp và cũng không bật được Facebook đúng không? Rồi thế có gì thì em sẽ đọc các bình luận cho chị để chị có thể biết được là mọi người đang bình luận cái gì. Không, 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 chị không phải bật cái gì cả. Em nghĩ chắc là vẫn phải đợi thêm mọi người một chút nữa, tại vì em thấy là hôm nay có vẻ mà hơi ít, đã đến được 6-7 phút rồi mà mới có một hai người vào xem thôi. Phải đợi. Em vẫn đang bật đấy nha. Em vẫn đang bật, em chưa tắt đâu. Đây là tất cả mọi thứ chị đang, mọi người đang nhìn thấy đấy. Đây có nhiều người vào rồi này, được có 4 người rồi. Đang bận. Không thì giờ này chắc vẫn đang ngồi chuẩn bị hàng thì chắc cũng chả lên nói chuyện với mọi người được. Có đấy, hôm nay vẫn chuẩn bị hơn 100 túi măng để có một phần đóng góp cho đoàn thiện nguyện. Chị Trang đã vào rồi này, chị Trang
Chào chị Mai. Xong rồi chị có hỏi là sao hôm nay cô gái giao tiền lại không lên đồ. Thực ra thì hôm nay cũng chiều chiều nay chị mới đi làm về nên là cũng hơi vội, với lại chị còn chuẩn bị hơn 100 túi măng đấy nên là cũng hơi vội vội. Lên đồ thì lại hơi mất thời gian. Sau xem cũng được thì ai có ở đây mọi người cũng đặt các câu hỏi cho chị Mai để mà giao lưu cùng với chị Mai ạ. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên đối với chị là mình sẽ bắt đầu quay ngược trở lại về cái thời mà xưa sửa sửa xưa. Thì không biết là cái cuộc sống của gia đình của chị Mai cũng như là của bà con xóm Sưng vào cái thời điểm mà trước khi du lịch cộng đồng đến với xóm Sưng nó như thế nào? Lúc đấy chị đang làm những công việc gì? Rồi thế thì mình cũng xin nói giới thiệu gọi là nói sơ qua một chút về cái thời gian mà trước khi mình chưa làm du lịch và cái cuộc sống mình trước đó. Thì trước đó thì mình cũng là một người nông dân bình thường thôi, bởi vì trước đây mình không được đi học, chỉ học hết cấp 2 thôi, thế là về ở với bố mẹ và đi lên nương lên dãy cùng với bố mẹ. Sau đấy thì đi lấy chồng, mà trước khi chưa lấy chồng thì mình cũng đã tham gia các cái hoạt động về công tác xã hội ở tại xóm Sưng. Thì mình tham gia vào công tác xã hội thì mình làm ở chi hội trưởng hội phụ nữ từ năm 19 tuổi. Sau đấy thì hầu như là các cái cuộc họp bàn về kinh tế rồi các cái phương hướng để mà mình phát triển kinh tế tại địa phương thì mình cũng có đóng góp rất là nhiều những cái ý kiến, bởi vì mình cũng trước đấy mình cũng đã nhìn thấy những cái tiềm năng của bản thân mình rồi, cũng muốn làm du lịch nhưng mà ngày đó mình cũng chưa biết là bắt đầu từ đâu và sẽ làm như thế nào. Ngày đấy thì xóm Sưng còn rất là nghèo, đường hầu như là cũng chưa có đường bê tông về đến xóm, và đặc biệt là mạng cũng không có. Mạng thì cũng mới có được gần tháng nay thôi, nhưng mà trước đấy thì mình không không cũng không có mạng và sóng điện thoại cũng rất là yếu, nên là cái mà ước mơ để làm du lịch thì mình cũng đã trước đấy mình cũng đã có một cái ước mơ trước rồi, và sau đấy thì cũng rất là may mắn khi mà được dự án AOP vào để hướng dẫn bà con làm du lịch. Vậy là thực ra là em còn nghe thấy nhiều câu chuyện mà nó cũng khá là ly kỳ hơn cơ. Tức là hình như đường mà vào xóm Sưng thì cũng chỉ mới có khoảng gần 20 năm nay thôi. Còn trước đấy là gần như là không có đường mà xe chạy đúng không ạ? Ừ đúng rồi. Trước đây thì khi mà chị còn đi học cấp 2 ấy, thì ngày đấy là phải đi bộ 12 cây số mới đến trường học, mới đến trung tâm xã, và mọi người đi chợ đi búa thì cũng toàn là phải đi bộ thôi. Và khi đến năm 2002 thì mới bắt đầu mở đường gọi là đường dân sinh vào trong xóm để gọi là đi được xe máy, nhưng mà phải tay lấy lụa cơ mới đi được. Và năm 2015 mới bắt đầu đổ đường bê tông vào đến xóm. Thì khi mà đường bê tông vào thì nó cũng đã có
Kinh tế thay đổi rất là nhiều vì tích cực cho bà con. Và nói chung là về xóm, ở xóm Sưng thì đó là trước đây đó là không thể nào mà nghĩ đến là có một ngày ngày hôm nay. Bởi vì khi mà mình làm du lịch thì thấy nó có những cái thay đổi rất là rõ rệt. Xóm Sưng thì nó nói chung là ở xung quanh thì nó toàn là đồi núi cao nên là không có mưa bãi bằng cho bà con phát triển kinh tế, và đời sống ở đây thì vẫn cứ tiếp tục khó khăn những cái năm trước đây khi mà chưa làm du lịch. Và đường thì chỉ có một đường đi vào đến xóm thôi, không có đường, nghĩa là khi mà đường đấy mà đã bị tắc thì không còn đường nào để đi ra nữa. Nên là bà con ở đây cũng rất là khó khăn. Khi trước đây còn đến năm 2007 lúc đấy mới mở đường dân sinh đi thông về với Tiền Phong, nhưng mà cũng rất là cũng không thể nào mà đi được bởi vì chỉ được 1-2 năm sau đấy là mưa lũ là bắt đầu nó sạt, nó không thể đi, bà con không thể đi giao lưu được với những cái xóm khác nữa. Nên là những cái thời gian đấy là một cái thời gian mà chắc là mọi người ở đây cũng không thể nào mà quên được những cái thời điểm mà rất là khó khăn như thế. Rồi, đấy là những câu chuyện của những cái năm mà bắt đầu từ khi có đường rồi, và khi mà có đường rồi thì mình bắt đầu cũng cũng em cũng không biết là mọi người trong AOP biết đến xóm Sưng như thế nào. Thì thực ra là em cũng không được biết câu chuyện đấy, thì chắc là tí em phải nhờ chị Mai kể. Và không biết là lần đầu tiên khi mà chị nghe đến cái từ du lịch cộng đồng ấy thì cảm xúc của chị như thế nào? Chị hình dung là du lịch cộng đồng nó như thế nào? Thực ra thì cái lúc đấy ấy, bởi vì chị thường hay là đi, chị đã vào đảng và kể cả các cái cuộc họp của thôn của chi bộ chị cũng đều tham gia hết. Và có một hôm thì chị cũng gọi là cũng rất là bất ngờ khi mà nghe, nghĩa là hôm bây giờ là nhà, trước đây là trưởng thôn nhưng mà bây giờ là nhà hôm Tây Thành Trung, thì anh Thu anh ấy có gọi ra gọi chị. Những ngày đấy là không có sóng điện thoại, nó cũng như bây giờ thôi, nếu mà mình muốn gọi thì không gọi được, nếu mà mọi người ở trong xóm thì không thể gọi được, thế là phải chạy ra nhà bảo chị phải là đi ra vào để họp xem là có những cái ý kiến đóng góp để mình phát triển các cái mô hình tổ nhóm để làm du lịch. Thế là chị cũng vào đấy và họp cùng mọi người, chị cũng đóng góp rất là nhiều những cái ý kiến. Và lúc đấy thì mình cũng chưa thể hình dung ra được là mình sẽ phát triển, sẽ làm như thế nào. Và hầu như là cái dẫn dắt của AOP là hầu như là AOP phải dẫn dắt mọi người hết từ đầu đến cuối. Cho đến bây giờ vẫn còn phải dẫn dắt mọi người đi. Và đấy là một cái sự rất là may mắn đối với xóm Sưng. Tuy nhiên là trước đây nó cũng có rất nhiều những cái ý kiến, những cái đóng góp về phát triển kinh tế của địa phương, về phát triển du lịch. Bởi vì mọi người cũng đã nhìn trong cái trong cái ban quản lý của thôn ấy cũng đã nhìn ra được cái tiềm năng của địa phương rồi, nhưng mà cũng không biết là mình làm cách nào mà có thể phát triển được để trở thành một cái điểm du lịch. Thì cũng may mắn cho xóm Sưng là có AOP, có dự án AOP về để hỗ trợ và gọi là dẫn dắt mọi người để trở thành một điểm du lịch như bây giờ. Đấy là một cái điều rất là bất ngờ.
mà đối với sóng sinh. Như vậy là đối với chị là một cảm giác bất ngờ. Thế sau khi cảm giác bất ngờ đấy mà chị nghe lần đầu ấy, thì đến cái lúc chị làm, bắt đầu làm những cái bước đầu tiên ấy, tức là từ những bước xây dựng rồi là thành lập các tổ nhóm rồi xây dựng cái nhà homestay, thì chị lúc đấy chị đã hình dung được một chút gì về du lịch cộng đồng chưa, hay là phải đến lúc mà nó hoàn thành rồi bắt đầu có khách rồi thì chị mới hình dung được ạ? Có cái lúc mà chị bắt đầu bắt tay vào làm thì chị cũng đã hình dung được, bởi vì cái chữ cộng đồng ấy, nó khi mà chị nói chuyện với mọi người thì mọi người cũng rất là tán thành, vì mọi người bảo là nếu mà nói về du lịch cộng đồng thì chắc là sẽ dựa vào cộng đồng, thì đây có lẽ là một cái điều rất là tốt đối với Song Sưng. Nó tạo thành một cái sự liên kết, tạo thành một cái sự gọi là đoàn kết hơn, mọi người lại với nhau thì sẽ trở thành một cái điểm đến tốt hơn cho du khách. Ở ban quản lý của thôn thì cũng đã bàn với nhau, và mọi người cũng gọi là có những cái ý tưởng, và nói chung là riêng chị thì nếu mà nói về cộng đồng thì chị cũng luôn luôn là ủng hộ vì hai chữ cộng đồng, nên là những cái em nhờ có hai chữ cộng đồng mà chị cũng đã hình dung ra được những cái hình thành của du lịch cộng đồng. Vâng, tức là từ lúc mình làm thì mình cũng nhờ vào hai chữ cộng đồng mà mình cũng bắt đầu mình hình dung được du lịch cộng đồng nó như thế nào. Em muốn tiếp tục với cái câu chuyện đấy, tại vì là cái câu chuyện này là câu chuyện mà thực ra em chưa nghe bao giờ mà cũng chưa ai kể cho em cả. Tiếp tục là sau khi mà cái du lịch cộng đồng nó đã hoàn thành rồi, thì chị có cảm nhận được là ở Sóng Sưng có những cái điểm gì mà khác biệt so với ngày xưa không? Và những cái điểm thay đổi đấy thì nó là những cái điểm mà tốt hay là xấu? Và thực sự là có những điểm nào mà chị cảm thấy là nó thay đổi rõ rệt nhất và ấn tượng nhất đối với chị mà chị cảm thấy là nó mang lại lợi ích thực sự cho Sóng Sưng của mình? Thực ra thì có rất là nhiều những cái thay đổi. Thí dụ như là thay đổi về văn hóa, rồi các cái như mọi người có thể ý thức hơn về thu gom rác này, bảo vệ môi trường này, rồi về phát triển kinh tế nó cũng gắn liền với phát triển, phát huy những cái giá trị văn hóa của địa phương. Và chị thấy một cái thay đổi rất là rõ nét, đấy là mọi người biết phát huy những cái giá trị văn hóa của dân tộc mình hơn. Đấy là ví dụ như là về múa hát này, rồi trang phục này, mọi người sẽ chú ý hơn khi mà có các cái, bình thường thì nếu mà chỉ ngày lễ ngày Tết thì mọi người mới thỉnh thoảng mới mặc thôi, và khi mà phát triển cái du lịch cộng đồng thì mọi người đã chú ý hơn về cách ăn mặc, quan trọng hơn những cái giờ biết cách giao lưu học hỏi này, rồi có rất nhiều những cái thay đổi về mặt cũng về mặt kinh tế thì gọi là thay đổi cũng rất là rõ. Như trước đây thì mọi người chỉ nuôi lợn nuôi gà để phục vụ cho bản thân trong gia đình, và cũng chưa biết là mình sẽ làm những cái gì để bán cho, bởi vì nó cũng rất là xa chợ, nên là mọi người không hay phát triển nhiều cái con nuôi rồi rau củ quả để
mình có thể bán ra chợ, nhưng mà từ khi làm du lịch thì mọi người đã biết cách thay đổi, biết cách để nuôi nhiều hơn, trồng nhiều hơn để phục vụ cho du khách. Thì đấy là những cái thay đổi rất là rõ nét mà tôi đã cảm nhận. Nói chung là thay đổi rất nhiều đúng không? Từ một xóm mà đến đường giao thông còn không có, nhưng đến bây giờ thì đấy, đến bây giờ đấy em có thể ngồi nói chuyện với chị buổi tối mà em cũng không sợ việc là gọi được 3 phút xong rồi bắt đầu mạng rồi nó lung tung hết cả lên, gọi càng ngày càng khó, mà bây giờ em có thể ngồi nói chuyện trực tiếp với chị như này, nhìn với chị trực tiếp luôn. Cũng là một cái thay đổi khi mà làm du lịch thì các cái dự án về xóm sưng nó cũng nhiều hơn, đầu tư về phát triển kinh tế rồi đầu tư như là mạng các thứ thì mọi người cũng đã ủng hộ và đầu tư về với xóm sưng, nên là cũng nhờ vào làm du lịch. Nếu mà không làm du lịch không biết là bây giờ xóm sưng chắc là vẫn là một cái làng nguyên thủy. Đấy là đối với những thay đổi của xóm. Thế còn đối với thay đổi của chị thì từ khi có du lịch cộng đồng thì chị trở thành một người mà rất là quan trọng trong cái việc đóng góp vào sự việc phát triển du lịch cộng đồng của xóm Sưng. Thì chị Mai làm điều phối viên của xóm Sưng thì cơ duyên nào dẫn đến cơ duyên nào mà đưa chị đến cái vị trí quan trọng này trong việc điều phối các cái hoạt động du lịch của xóm Sưng? Thực ra thì kể về cái này thì nó cũng vẫn liên quan đến cái câu hỏi lúc đầu, bởi vì chị là người cũng tham gia các hoạt động xã hội sớm và nhiệt tình ở địa phương. Nói chung là chị nếu mà đánh giá là nhiệt tình thì đấy là gọi là chị tự đánh giá, nhưng mà mọi người làm việc với chị thì cũng hay nói là chị rất là nhiệt tình, nên là trình độ thì không có đâu nhưng mà được cái là nhiệt tình. Nên là khi mà tham gia các cái công tác xã hội ở địa phương ấy thì chị cũng rất là muốn quan tâm, rất muốn đưa cái xóm sưng của mình sau này sẽ thành một cái điểm đến cho du khách. Nên là khi mà đề cập đến du lịch cộng đồng ấy thì chị đã rất muốn tham gia rồi, và khi mà bắt đầu thành lập cái doanh nghiệp CBT ấy thì các bạn ở dự án cũng có điện để hỏi chị bảo là chị có muốn tham gia là điều phối viên không, tại địa phương không, thì chị lúc đấy chị cũng không gọi là không chần chừ, chị muốn tham gia luôn. Bởi vì đấy là một cái ước mơ, một cái chị cũng đã rất là muốn xóm của mình trở thành một cái điểm du lịch rồi, mà khi mà đã có ước mơ như thế mà có một cái cơ hội như thế là mình cũng nhận lời luôn. Và nó là cũng là một cái vấn đề mà chị cũng rất là băn khoăn khi mà nhận lời rồi, nhưng mà cũng có rất là nhiều điều băn khoăn, bởi vì không biết là mình có làm được không, bởi vì bây giờ mình không có trình độ, không được đi học, không đi tiếp xúc được bên ngoài nhiều, thì không biết là mình làm có tốt không, có được không. Thì cũng may là cũng nhờ AOP cũng đã tổ chức rất là nhiều cái lớp tập huấn, và dần dần chị cũng đã gọi là bây giờ cũng chưa hỏi là biết biết tốt, cũng chưa gọi là tốt lắm, nhưng mà gọi là đến thời điểm này là chị cũng đã có một phần tự tin hơn.
chị bảo chị không có trình độ là em không đồng ý đâu nhá. Chị là phải để em nương vào rất nhiều, em em phải học từ chị rất nhiều. Ở đây có rất nhiều người bình luận mà từ nãy giờ em lại không nhìn thấy, bây giờ em mới nhìn thấy này. Có anh Tuấn ở AOP, anh có bình luận là chào Mai, mong hết dịch xóm xưng lại đông vui, lý sao Mai lại bận rộn vất vả và vui như trước. Rồi, em cảm ơn anh. À, chị Hảo cũng có vào và chị Hảo bảo là nhờ vào du lịch thì em cũng mới biết đến chị Mai. Chị có muốn nói gì với mọi người không ạ? Thực ra thì mình bây giờ cũng không biết là nói lời nào nào hơn để cảm ơn AOP, cảm ơn mọi người đã dẫn dắt và đã gọi là đưa riêng chị Mai đến với Hà Nội, về với Hà Nội, mình vào trong, vào mọi người, tất cả mọi người ở tứ phương, bởi vì nếu mà chị không làm du lịch thì không biết là bây giờ mình có biết dùng điện thoại không nốt. Còn một cái điểm lợi nữa là bây giờ chị Mai là có mặt ở trên khắp mọi nơi. Đúng không ạ? Em phải nói thật là cái ảnh của chị chụp năm ngoái lúc mà đoàn Ireland về nó rất là đẹp. Thế là lúc mà mọi người bảo là làm một cái lịch cho xóm sừng là em nghĩ ngay đến cái ảnh đấy luôn và em lấy luôn. Thì bây giờ coi như là toàn bộ CBT ở các xóm là đều có mặt chị Mai hết. Ở đây có chị Mai Trần cũng vào chào chị Mai. Từ tháng 5 chưa được quay lại xóm sưng gặp chị. Nhớ món gà nướng và tắm thuốc. Rồi. Em chào chị Trần. Em cũng rất là nhớ mọi người và mong là sẽ hết dịch để được chào đón mọi người về với xóm sưng. Chị vừa mới nói là em quay trở lại với câu chuyện. Chị vừa mới nói là chị không có kinh nghiệm nhưng mà chị cũng hơi băn khoăn là xem là có làm được du lịch không, làm được điều phối viên du lịch không. Thế nhưng mà từ ngày mà chị làm du lịch cộng đồng ấy, chị cảm thấy là có những kỹ năng gì mà chị được cải thiện hơn. Tại vì bây giờ thì em đúng là phải nhờ vào chị rất nhiều chứ còn làm sao mà chị nói câu như thế là em không đồng ý đâu. Thực ra thì cái mà chị được cải thiện rất nhiều đấy là về cái kỹ năng giao tiếp. Đấy là chị trước đây chị nói chuyện với mọi người làm sao mà chị nói được như này, thì không thể đủ tự tin để đứng trước một cái, bởi vì dù chị là một chi hội trưởng hội phụ nữ nhưng mà chị đứng trước cuộc họp ở trong với các chị em ở trong thôn thôi chị cũng đã thấy run rồi. Nhưng mà nhờ có làm du lịch thì và được đi tập huấn rồi được đi gọi là qua rất là nhiều những cái lớp tập huấn thì chị cũng đã gọi là cải thiện rất nhiều, cho dù là nó chưa chưa đạt đến mức tốt nhưng mà gọi là cải thiện nhiều về kỹ năng giao tiếp và còn nhiều những cái khác nữa. Chị Phạm Vũ Quỳnh Chi vừa mới vào xem và đang bình luận đây là xin chào chị Mai. Rồi, em chào chị, chào em. Không biết là em hay chị nó. Ui dồi ôi, chị Chi mà lại không biết là em ấy chị. Chị à? Chị em. Chắc là cũng cũng và cũng hơi bối rối. Cũng lần đầu tiên cũng này Rồi. em tiếp tục này, em tiếp tục với cái hành trình của chị cũng như của xóm Sưng. Thì sau năm 2017 này thì bắt đầu là mình xây dựng một cái xóm du lịch cộng đồng và sau đấy thì mình bắt đầu đón khách. Thì chị có những cái kỷ niệm nào với những đoàn khách không? Tại vì em thì em không rõ lắm nhưng mà có phải đoàn khách đầu tiên cũng là đoàn khách nước ngoài không hay là khách Việt ạ? À?
Đoàn khách đầu tiên là đoàn khách nước ngoài, nhưng mà cái đoàn đấy thì chị cũng đi dẫn đi trách xuống Đà Bia. Vậy là một cái đoàn đầu tiên là khách nước ngoài mà cũng là cái đoàn khảo sát, nên là chị cũng đưa mọi người đi 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 trách xuống dưới xóm Đà Bia. Nhưng ở đây thì chị cũng muốn nói một cái đoàn mà chị thật sự là chưa bao giờ chị quên, và nó là một cái gặp cái đoàn đấy vào một cái dịp rất là đặc biệt. Có khi là cái đoàn khách đấy họ cũng không thể quên được cái ngày đấy. Tức là cái năm năm 2018 ấy, chị không nhớ là năm 2018 2017 nhỉ. Năm đấy là cái năm mà cái đợt đấy là bị lũ. Tức là chị cũng đầu tiên là chị phân công một bạn hướng dẫn ở trong xóm đưa các bạn ấy đi, nhưng mà mưa quá thì lại không đi trách được, thế là bắt buộc phải đi xe về Đá Bia để ăn trưa ở đấy, sau đấy mới quay về Hà Nội. Nhưng mà mọi người lại đi xuống đấy ăn cơm thì chị lại phải đi cùng, để khi mà đi xe thì phải một người đi xe máy ra thị trấn để đấy, để sau đấy thì mới đi cùng mọi người đi kia, xong lúc xe quay lại thì chị mới có xe để về. Thế là hai chị em mới đưa đoàn khách để đi đi thì bị lũ, thế là cái đoàn đấy phải ở lại xóm ké, ngủ lại xóm ké một hôm. Mà cái hôm đấy thì khi mà ngủ dậy ấy, lúc đầu thì lũ đã không đi qua được cái suối đấy rồi, thế mình phải ngủ lại đấy. Thế là ngủ lấy thì hôm sáng hôm sau khoảng 4 giờ thì mọi người thấy cứ lục đục ở dưới, hóa ra là lũ nó ngập dưới sàn. Dậy thì không còn một cái gì nữa, nó nổi bồng bềnh hết, dép không thấy đâu. Khách cũng hốt. Thế là cũng may là cũng khách cũng không sao, cũng không gặp cái vấn đề gì, cũng đưa khách về đến Hà Nội. Nhưng mà lái xe phải ở lại, thế là phải thuê cái xe khác để đón đầu bên kia để đưa khách về Hà Nội. Và cái chuyến đấy là chị về đến nhà là chị cũng không còn nghĩ là chị về được đến nhà, mà cái ngày đấy là đường bắt đầu nó sạt, xong nó ngập hết đường, thế là chị về đến nhà là mịt mù luôn, sóng điện thoại không có. Bị tắc nghẽn mấy ngày. Thế là sau cái chuyến đấy thì chị cũng rất là nhớ và rút rất là nhiều những cái kinh nghiệm từ cái đoàn đấy. Thì khi mà có các đoàn khác đến thì nếu mà gặp cái trường hợp mưa lũ thì mình sẽ có những cái biện pháp nó khắc phục nó khác hơn. Nên là cái đoàn đấy là đoàn mà không thể nào mà quên được. Chị Hảo có nhắc bài cho chị là cái đoàn đấy là vào tháng 10 năm 2017 và đã ở ở ké là nhà anh Hữu. Em lần đầu tiên nghe câu chuyện này luôn đấy. Tại vì em tại từ lúc em vào là đường cũng đẹp lắm rồi chứ cũng không, mọi người cũng bảo là có một cái đợt lũ gì đấy lúc đón khách, nhưng mà từ lúc em vào giờ em chưa thấy một đợt lũ nào cả, nên em cũng chưa hình dung được nó khủng khiếp mức độ thế. Cái đợt lũ đấy là gọi là lũ thế kỷ. Chị cũng trong đời của chị cũng chưa một năm nào mà gặp cái trận lũ khủng khiếp đến thế, mà lại đúng cái hôm mà phải dẫn khách đi, nên là chị thật sự là rất là hốt. Mà không biết là cái đoàn khách đấy bây giờ là chắc chắn là họ sẽ còn nhớ được cái đợt đấy. Chị Nhất có vào chào chị Mai này. Đây chị Nhất này, chị Nhất bình luận là cảm ơn CBD Đà Bắc, cảm ơn dự án AOP quá nhiều đã cho Sống Sưng có được như ngày hôm nay. Chúc cho tất cả các anh chị em CBD Đà Bắc sức khỏe và giữ vững niềm tin để làm động lực cho bà con. Rồi, cảm ơn Nhất nha, chào Nhất.
Lâu lắm rồi, không biết bao giờ mới được về đây. Em sẽ hỏi đến một cái câu chuyện mà nó gần hơn một tí. Đấy là từ ngày mà Sóng Sưng bắt đầu đón được mạng internet thì Sóng Sưng có những thay đổi gì? Và thực ra là theo chị nghĩ là có mạng internet thì nó có mọi người có cái cảm xúc gì, và nó có liệu là nó có tốt cho cái việc phát triển du lịch của xóm mình không? Ra thì về cái khi mà có mạng internet ấy thì mọi người hầu như là ở trong xóm thì mọi người rất là hứng khởi, nhưng mà vẫn có những cái lo lắng cho thí dụ như là mình lại trở lại rồi. Vừa nãy là có một số trục trặc một chút, rất là xin lỗi mọi người. Không hiểu tại sao hôm nay nó lại hơi nhiều trục trặc so với 2 hôm trước. Thực ra là em nghĩ là nó cái việc mà có mạng ấy, nó là một cái điều mà phải nói là một cái điều mà em mơ ước từ bấy lâu nay ấy, là có một cái phương tiện liên lạc nào mà tốt hơn để giúp mọi người trong xóm Sưng có thể liên lạc với mọi người một cách dễ dàng hơn. Bởi vì là sự thực là em phải bái phục em phải bái phục bà con xóm Sưng là điều hành du lịch cộng đồng một cách rất đỉnh cao ở một chỗ, đấy chính là không có bất kỳ một cái phương tiện liên lạc nào đủ tốt cả. Thế mà mọi người vẫn gần như là làm những công việc rất là trơn tru và chưa chưa có những cái lỗi nào mà quá là nghiêm trọng cả. Chị có thấy thế không ạ? Thực ra thì nghiêm trọng hay không thì nó cũng tùy theo những cái đoàn khách mà họ, nghĩa là mình cảm thấy nó không nghiêm trọng nhưng mà cũng không biết là họ có cảm thấy thế không, nhưng mà khi mà không có sóng để liên lạc ấy cũng xảy ra một số cái trục trặc nhưng mà nó cũng chưa đến nỗi lớn lắm. Thí dụ nhưng mà chị phải nói là cái ngày đấy là chắc là đến khi mà có mạng rồi, có sóng điện thoại thì chị cũng không thể quên được. Bởi vì có những lần khi mà CVT gửi khách về cho chị thì chị cứ phải chạy từng nhà một, xong là có một cái vấn đề gì là toàn phải chạy chạy bộ thôi. Đi về vào đến các hộ để báo rồi. Có khi chị ở lại đấy luôn, chị không để liên lạc với mọi người cho tiện, chị không về nhà cả ngày luôn. Nên là một cái điều mà chị cũng, nhưng mà chị sợ là sau này mà có mạng rồi, nếu mà có khách thì sẽ rất là tốt, nhưng mà không biết là mọi người sẽ kết nối được nhiều hơn không? Sợ mọi người lại không muốn về Sóng Sưng nữa vì mất mấy cái gọi là yên tĩnh. Câu hỏi cuối cùng trước khi mà sang một nội dung mới, đấy là nếu như mà cho chị chọn 3 từ để giới thiệu với du khách về điểm du lịch cộng đồng Sóng Sưng
thì chị sẽ chọn đa từ nào ạ? Khi mà giới thiệu về với xóm xưng thì nghĩa là ba từ, là ba từ thì xóm xưng sẽ là điểm đến, rất là gọi là chị sẽ giới thiệu là nếu muốn về xóm xưng, nếu muốn khám phá về xóm xưng thì hãy về với xóm xưng, bởi vì xóm xưng là một điểm rất là hoang sơ, còn mọi người rất là nhiệt tình, rất là chu đáo, muốn đón các bạn từ khắp mọi miền về với xóm xưng. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Bây giờ em sẽ xin chuyển chủ đề khác. Hôm nay tại vì là mãi mà em nhìn số người xem trực tiếp vẫn chưa được cao ấy, cho nên là em cũng muốn buổi nói chuyện này kéo dài hơn một tí để cho mọi người tiếc. Những hôm trước thì nhiều người vào xem quá nên em chỉ chia sẻ ngắn thôi và em chờ đến buổi sau, nhưng mà hôm nay thực ra chuyện của chị Mai nói nhiều chuyện hay quá cho nên là chắc phải vài buổi chứ phải một buổi được, mới có một một chút thôi, chưa chưa hết được, em phải để dành. Thế nhưng mà tại vì là tuần vừa rồi thì em có một cái trò trò chơi, đó là em có hỏi mọi người trên trang Facebook ấy là thực ra có một câu hỏi để mà dành một cái phần thưởng là một cái voucher nông sản trị giá 100.000. Câu hỏi là những đặc điểm nào mà khác biệt ở trang phục người Dao Tiền so với trang phục của các dân tộc khác. Thì em cũng rất muốn là chiếu hình ảnh trang phục Dao Tiền lên đây cho mọi người cùng xem và mình sẽ ngồi chỉ xem là có những cái đặc điểm nào khác, nhưng mà nếu như mà em mà chiếu tiếp lên thì em sợ là cái livestream này nó sẽ bị đơ tiếp một lần nữa. Hôm nay cũng xin lỗi mọi người là phần kỹ thuật nó cũng chưa được, nó lại gặp một số vấn đề nhất định. Thì chắc là phải nhờ chị Mai nói sơ qua một chút để mà công bố cái đáp án đấy cho mọi người. Trang phục của Giao Tiền ấy thì nó có một cái đặc biệt là nó khác biệt với cái trang phục của người Giao dân tộc khác, nghĩa là người cũng người Giao nhưng mà là Giao nhóm khác, tức là người Giao Tiền ấy thì đặc biệt có một cái đặc biệt mà chúng ta khi mà chúng ta mặc áo của người Giao thì sẽ có sáu cái đồng tiền ở đằng sau áo, thì cái sáu cái đồng tiền đấy là cũng thể hiện là người Giao Tiền, bởi vì cái đồng tiền đấy là nó cũng có một cái câu chuyện là ngày xưa là người Giao là cứ phải lên rừng lên nương, lên nghĩa là lên rừng tìm chỗ nào mà có rừng rồi có suối thì mới ở, và khi mà ở những cái chỗ mà xa xôi hẻo lánh đấy thì mọi người cái đồng xu ấy nó sẽ là cái đồ vật để mình xua đuổi tà ma, thì cái sáu cái đồng tiền đấy nó sẽ là gắn liền với cái áo của mình và đi đâu nó cũng sẽ theo mình đến đấy. Đấy là một cái điểm mà gọi là đặc biệt hơn so với những cái nhóm giao khác. Ngoài ra ấy, thì em có đọc tìm hiểu thêm thì em có thấy có một cái đặc điểm đặc biệt nữa của trang phục của người Giao Tiền, đấy là thực ra trang phục người Giao Tiền là cái trang phục mà duy nhất mà là cái nhóm nhánh người Giao duy nhất mà mặc váy, thì có phải không hả chị Mai? Thực ra thì nó cũng là một cái nhóm Giao Tiền gọi là nhóm duy nhất mặc váy, nhưng mà khi mặc váy thì nó cũng vẫn có hai, riêng Giao Tiền vẫn có hai nhóm, một nhóm là đội khăn trắng mặc váy nhưng mà một nhóm thì lại đội khăn đen, nhóm như bọn chị là đội khăn đen.
thi hoa văn, còn một nhóm ở Cao Bằng là họ chuyên đội khăn trắng nhưng mà cũng mặc váy như người giao cho bọn chị. Một số những cái tài liệu mà em đọc ấy thì họ cũng nói là nhóm giao tiền thì như là nhóm giao duy nhất mà có in sáp ong, có phải thế không hả chị Mai? Đúng rồi. Ngoài ra ấy thì dạ vâng chị. Bởi vì những cái nhóm nếu mà in sáp ong thì làm sáp ong thì nó chủ yếu là làm để in làm cái hoa văn ở trên váy mà chỉ có người giao, nhưng mà chị thấy là cũng có những người giao ở trên Sapa họ vẫn dùng sáp ong để họ tạo hoa văn làm gối chẳng hạn, làm cái hoa văn khác, nhưng mà chị cũng không biết là cái truyền thống của họ như thế hay là họ muốn làm để họ tạo một cái vật nào đấy để hoặc một cái quà nào lưu niệm nào đấy để cho khách đến có thể mua để mang về. Nhưng mà chị thấy ở nơi khác cũng thế, nhưng mà riêng ở giao tiền ấy thì là tạo hoa văn bằng sáp ong ở trên váy, chỉ riêng ở trên váy thôi, của người giao thôi. Thực ra là em có đấy đấy là một số những cái đặc điểm đặc biệt mà em có tìm hiểu được và chị Mai cũng đã xác nhận là đấy là đúng, nhưng mà trong số các câu hỏi ấy, mà câu trả lời mà em nhận được ấy thì có một câu trả lời họ có trả lời là có một điểm đặc biệt khác nữa là có đồng xu nằm ở trên khăn đội đầu, thì liệu đấy có phải một điểm khác biệt không ạ? Có cái đồng xu đấy là cái đồng cũng hẳn không hẳn là đồng xu, cái đấy là cũng tạo thành một cái hoa văn thôi để mình đặt ở trên khăn của mình để cho nó để trang trí cho cái khăn của mình thôi, nhưng mà nó không hẳn là cái đồng xu thật. Mình chỉ cái tạo cái hoa văn bằng cái nhôm để mình. Vâng, thì như vậy là hôm trước thì em đã nhận được câu trả lời của mọi người ở trên trang fanpage của Đà Bắc CBT. Lỗi thật chị Mai ạ, không hiểu sao hôm nay em setup kiểu gì nó bị lỗi rồi. Tiên hai lần trước thì làm rất là ổn, nhưng mà lần này từ từ nhá, em thấy như nó đang chạy tiếp đây, để từ từ xem nó có chạy tiếp được không. Đây là trang thức của Đà Bắc CBT này, bây giờ em sẽ chuyển sang 50 50 50 04 54
6. Bây giờ em sẽ quay 6 số này và sẽ chọn ra một người may mắn nhận được một cái giải thưởng trị giá là 100.000 đồng, là một voucher nông sản Đà Bắc. Em xin phép quay. Chị Mai vẫn ở đấy đúng không ạ? Rồi, em quay nha. Vậy là phần quay số đã kết thúc. Và xin chúc mừng người có số 83. Xin chúc mừng tên bạn có tên Facebook là Ngân Hiếp đã giành một phần thưởng là một voucher nông sản trị giá 100.000 đồng của Đà Bắc CBT. Thì khoảng chút nữa thì mình sẽ liên lạc lại với bạn Ngân Hiếp để bạn để cùng xác nhận cái phần thưởng này.